Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Khó khăn vẫn bủa vây ngành bất động sản, nhưng các thông tin giá địa ốc tăng chóng mặt, tăng phi mã lại liên tục được đồn thổi, khiến thị trường thêm rối rắm. Vì thế, cần phải sớm có sự vào cuộc của cơ quan quản lý nhà nước để chặn đứng tình trạng thổi giá bất động sản, gây nhiễu loạn thông tin, tránh để người mua nhà đi vào vết xe đổ của những đợt sốt đất ảo từng xảy ra. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Thời gian gần đây, không chỉ chung cư mà ngay cả nhà tập thể cũ ở Hà Nội cũng được mời chào sôi động trên mạng xã hội. Trong khi thực tế, nhiều khu đất nền ven đô ở một số huyện như Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, thị xã Sơn Tây vẫn đang đóng băng, khung cảnh hoang vắng. Em đang có 2 căn view hồ và bể bơi, diện tích mỗi căn hơn 70m², giá ưu đãi chỉ hơn 70 triệu đồng trên mét vuông, tháng 6 năm nay sẽ bàn giao. Đây là một trong những dự án hot nhất của chủ đầu tư MTR ở quận Nam Từ Liêm. Nếu anh đã ưng thì nên làm thủ tục đặt cọc sớm. Từ trước Tết đến nay, giá tất cả các phân khúc chung cư ở khu vực này đã tăng nóng khoảng 35%. Lê Minh Tùng, một môi giới nhà đất ở Hà Nội, mời chào như thế với phóng viên Tuổi Trẻ. Từng còn làm nóng thêm rằng thị trường Hà Nội rất ít hàng nên giá chung cư đang tăng nóng. Các căn trả theo tiến độ giá khoảng 60 triệu đồng trên mét vuông. Tuy nhiên, cũng với căn hộ hơn 70m² tại dự án này, hai môi giới khác biệt hét giá 73-83 triệu đồng trên mét vuông. Cũng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, một dự án khác chưa được phép mở bán, chưa làm xong nhà mẫu cũng đã rầm rộ mời chào người mua đặt cọc. Trước cổng dự án, nhân viên môi giới tên Đồng vẫn giới thiệu, chủ đầu tư quy định chỉ những khách hàng đã đặt cọc sắp tới mới được xem nhà mẫu. Không chỉ chung cư ở các quận nội thành được đẩy giá, mà ngay cả chung cư đã bàn giao cho khách 2-3 năm nay ở huyện vùng ven cũng bị thổi giá. Tại huyện Gia Lâm, một dự án chung cư mới đi vào hoạt động hơn 2 năm nay đang là tâm điểm sôi động với mức giá hơn 30 triệu đồng trên mét vuông đã được đẩy lên 40 triệu đồng trên mét vuông. Em có tất cả các diện tích từ 31-105m², giá thấp nhất hiện nay khoảng 40 triệu đồng trên mét vuông. Hòa, một nhân viên môi giới, nói. Theo Hòa, giá nhà chung cư tại khu vực này chỉ mới tăng mạnh kể từ đầu năm 2024 do lãi suất ngân hàng cả gửi và cho vay đều giảm nên đã kích thích thị trường dần ấm lên. Trong vai người có nhu cầu sang nhượng chung cư ở quận nội thành Hà Nội, phóng viên Tuổi Trẻ nhận được lời mời chào giữ chỗ qua điện thoại của nhiều nhân viên môi giới bất động sản. Tuy nhiên, điều bất ngờ là sau gần nửa tháng vẫn chưa có khách hỏi mua. Lý giải về việc ế khách, khi phóng viên ngỏ ý muốn nhờ bán một căn hộ thì thua, nhân viên môi giới rẽ sang lý do khác. Dòng căn hộ có từ 3 phòng ngủ rất kén khách vì nhu cầu không thể sử dụng hết và cũng không hợp túi tiền với nhiều người. Nhiều nhân viên môi giới khác mời chào giữ chỗ với người tìm khách mua cũng không hồi âm. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cho rằng thời điểm hiện tại giá nhà chung cư tại một số khu đô thị có quy mô lớn, kết nối hạ tầng tốt ở Hà Nội đã tăng. Thời gian gần đây, sản phẩm căn hộ chung cư chào bán ra thị trường bất động sản rất nhỏ giọt và tại một thời điểm không có nhiều lựa chọn. Bên cạnh đó, chung cư là giao dịch thứ cấp, nhu cầu mua đi bán lại rất lớn, nên khi hàng đã ít thì người bán sẽ tăng giá. Tuy nhiên, tôi cho rằng người hỏi mua bán thì rất sôi động, nhưng thực tế giao dịch thành công chưa nhiều, do đây chưa phải là một cơn sốt, ông Khánh nói. Ông Khánh cũng khuyến nghị khách hàng cần tỉnh táo trước bảy giá chung cư tăng phi mã, vì không phải khu vực nào ở Hà Nội cũng lên giá. Người dân cần đi thực tế khảo sát, tham khảo và chọn lọc từ nhiều kênh thông tin để mua được những căn hộ ưng ý, đúng giá trị, ông Khánh cho hay. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho hay có ngày ông nhận đến hơn 10 cuộc điện thoại hỏi về mua nhà chung cư. Căn hộ đó giá trị tăng hay không, chúng ta phải căn cứ vào giao dịch có thật. Nhiều người cùng lúc hỏi thăm một sản phẩm thì chưa chắc giá giao dịch đã tăng. Để mua căn hộ không bị hớ thì người mua cần phải tìm hiểu kỹ hạ tầng đô thị, cũng như tiềm năng về dự án mà mình nhắm tới. Ông Võ cho biết. Theo ông Võ, trong những năm qua, Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng nhiều địa phương đã công bố các thông tin biến động nhà đất. Tuy nhiên, theo ông, thông tin công bố vẫn chưa liên tục, kịp thời. Các cơ quan nhà nước cần phải thường xuyên công bố các thông tin chính thống để người dân kịp thời nắm bắt. Khi thông tin chính thống từ cơ quan nhà nước công bố kịp thời, thì phần nào đó sẽ góp phần ngăn chặn hành vi thao túng, thông đồng làm giá để bán sản phẩm hoặc dọn sân cho các dự án chuẩn bị được chào hàng. Ông Võ khuyến nghị. Ở tình hình hiện tại, khi nghe tin Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành trình dự thảo nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai 2024, để chính phủ đề xuất với Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1 tháng 7, trước nửa năm so với kế hoạch vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Ông Võ cho rằng sau khi luật đất đai 2024 và luật chuyên ngành có hiệu lực, nghị định hướng dẫn thi hành luật được ban hành sẽ phần nào khắc phục những tồn tại,
gỡ vướng khung pháp lý chồng chéo giữa các luật và tạo điều kiện cho phát triển dự án nhà ở nói chung. Gần đây tôi dự nhiều hội nghị, hội thảo về gỡ vướng cho bất động sản, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp rất mong luật đất đai 2024 sớm có hiệu lực, ông Võ nói. Ông Huỳnh Phước Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Kinh tế Luật và Quản lý tại Đại học Kinh tế Luật, cho rằng không thể phủ nhận những tín hiệu tích cực của thị trường địa ốc khi lãi suất cho vay đã giảm. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận là trong 2-3 năm qua, các sản phẩm bất động sản chôn trong các nhà đầu tư thứ cấp rất nhiều. Nhiều người mắc kẹt trong các sản phẩm nhà đất bị rớt giá nên rất cần thoát hàng. Do đó, những thông tin nhan nhản về giá bất động sản lên, nhà đất tăng là vấn đề truyền thông của môi giới, các sàn, các doanh nghiệp liên quan và cả chủ đầu tư. Còn thực chất, chuyển biến giá bất động sản, thanh khoản tăng hay giảm phải có số liệu cụ thể từ các cơ quan chức năng mới thấy được thực tế của thị trường. Tuy nhiên, ông Nghĩa cho biết trong báo cáo thị trường bất động sản hàng quý của Bộ Xây dựng chỉ có thông tin về giá thị trường sơ cấp, còn các thông tin về thị trường thứ cấp, giá giao dịch mua đi bán lại chưa rõ ràng. Do đó, cần phải có một chỉ số bất động sản đa dạng hơn, minh bạch hơn để phân tích biến động giá, số lượng giao dịch, thanh khoản thị trường thì mới xác định một thị trường bất động sản nóng hay nguội lạnh. Hiện nay, các tổ chức công bố dữ liệu bất động sản theo mỗi cách khác nhau, sai số cao và sai số này đến từ việc tổ chức nhìn theo góc nhìn của mình, thậm chí là có chủ đích. Hiện nay, các thị trường phát triển đều có cơ sở dữ liệu thị trường. Như tại Mỹ, giá bất động sản, số lần chuyển nhượng, giá mỗi lần chuyển nhượng, tên người môi giới, khoản vay đều được lưu giữ đối với mỗi sản phẩm bất động sản. Do đó, ông Nghĩa cho rằng thúc đẩy nhanh đề án về cơ sở dữ liệu đối với thị trường bất động sản để sớm có một chỉ số bất động sản minh bạch, người dân tiếp cận thông tin các sản phẩm địa ốc một cách rõ ràng. Từ đó, các tổ chức có cơ sở dữ liệu để đưa ra các thông tin đúng, khách quan và sát với thị trường. Bạn thấy ý kiến trên của chuyên gia như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xoay quanh thị trường bất động sản trong năm 2024, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Thời gian qua, không ít người đang chuyển hướng đầu tư sang đất nền do giá căn hộ chung cư tăng liên tục và neo cao. Là người bỏ thị trường đất nền để đầu tư căn hộ chung cư, khoảng đầu năm 2021 đến nay, anh Nguyễn Đức Dương ở Hà Nội đã chuyển hướng đầu tư ngược lại. Theo anh Dương, thời điểm này thị trường đất nền dần ổn định sau thời gian dài giảm giá và trầm lắng. Căn hộ chung cư tiếp tục tăng giá do khan hiếm nguồn cung. Do đó, theo tôi, đây là thời điểm thích hợp chuyển hướng đầu tư sang đất nền, có nhiều cơ hội sinh lời hơn. Anh Dương chia sẻ. Giống như anh Dương, anh Phạm Văn Công, một nhà đầu tư bất động sản có nhiều năm kinh nghiệm ở Hà Nội chia sẻ. Thời gian gần đây, anh đã đi một số tỉnh ven Hà Nội để tìm đất nền. Thị trường đất nền hiện tại vẫn trầm lắng, nhưng nhà đầu tư có thể lựa chọn được một số lô đất cắt lỗ, giảm giá sâu. Giá một căn hộ chung cư ở khu vực huyện ven trung tâm Hà Nội cũng khoảng 2,3 đến 2,6 tỷ đồng. Với số tiền này, có thể đầu tư vào một số lô đất khu đô thị ở các tỉnh có quy hoạch đồng bộ hoặc một lô đất ven đô, anh Công chia sẻ. Cũng theo anh Công, nhu cầu đầu tư của anh trong thời gian này sẽ tập trung vào những lô đất nền nhỏ và vừa. Giá trị đầu tư lô đất nền khoảng dưới 3 tỷ đồng trở lại. Thống kê của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VARS cho biết thị trường đất nền đang có dấu hiệu hồi phục, niềm tin của nhà đầu tư tăng dần. Giao dịch đang có dấu hiệu tăng trở lại với tổng lượng giao dịch bất động sản trên thị trường, cho thấy bức tranh khả quan hơn về sự phục hồi của thị trường. Nhiều nhà đầu tư bắt đầu đi sang đất ở những khu vực vùng ven các thành phố lớn. Đây là các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa cao với mức giá được đánh giá là khá hời, còn nhiều dư địa tăng trưởng trong tương lai. Còn theo báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản của một trang thông tin bất động sản vừa công bố, trong 1.000 người khảo sát, có tới 65% số người cho biết sẽ tiếp tục mua bất động sản vào một năm tới. Trong số 65% người dự định mua bất động sản trong năm nay, 1/3 tương đương 33% người cho biết sẽ quan tâm tới đất nền, dù loại hình này có lượng giao dịch sụt giảm mạnh. Kế đó, nhà riêng, nhà liền kề đứng thứ hai với 26%, chung cư đứng thứ ba với 24%, nhà phố và biệt thự lần lượt là 9% và 6%. Đối với thị trường đất nền, phân khúc giá dưới 2 tỷ đồng trên nền thu hút lượng quan tâm lớn nhất, chiếm 42% khoảng giá 2-4 tỷ đồng, đứng thứ hai với 24% mức độ quan tâm. Khoảng giá 4-6 tỷ đồng, đứng thứ ba với 10%. Hai khoảng giá còn lại 6-10 tỷ đồng và trên 15 tỷ đồng, lần lượt có mức độ quan tâm 9% và 15%. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.